Mình vừa nghe một đoạn nhạc qua chức năng AUX 2 đầu AVR 3.5 dùng kết nối điện thoại, TV, máy tính. Hiện tại mình đang kết nối với điện thoại. Em xin giới thiệu, đây là dàn mini, model là Panasonic BM510. Mẫu này thì em có 3 bộ, 2 bộ lõi CD, một bộ thì chạy CD mà đi ok nha. Các nào có nhu cầu mua chạy full các chức năng hay là dùng nghe nhạc qua điện thoại, TV, máy tính qua ngồi AUX thì cứ liên hệ em. Thì dạng full chức năng thì giá 1,2 triệu, còn lỗi như vậy thì giá bán là 700 ngàn. Nên mình muốn mua bộ dàn nào thì liên hệ, em sẽ chốt hàng cho mình. Chất lượng âm thanh thì các anh vừa cảm nhận rồi đó. Panasonic BM510 với loa zin theo dàn đánh bi quay, loa hai cầu 4 đường tiếng trắng xanh đỏ đen cho chất lượng âm thanh đều các dãy. Trong khi đó thì tiếng bass rất là sâu và lực, mình có thể nghe nhạc vàng, nhạc trẻ hay nhạc đen đều ok. Dàn hiện tại em đang quay clip là lõi CD nên mình nghe nhạc chỉ được một chức năng duy nhất là ngọt AUX thôi nha. Còn dàn full chức năng là ở clip khác. Các nào mà cần xem cái clip full chức năng thì cứ liên hệ Zalo 0931008099. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết từng bộ dàn, từng clip cho mình tham khảo trước khi mua hàng. Chiều cao của loa là 25cm, chiều ngang cả bộ dàn là 45cm. Dàn này sử dụng tốt cho phòng tầm 20-25m². Đây là hàng nội địa Nhật nên chỉ sử dụng duy nhất điện 100-110V. Nếu mà ở nhà mình có ổ áp, mình có thể lấy nguồn 100V từ ổ áp ra sử dụng, hoặc có thể mua đổi nguồn để xài cho bộ dàn này. Bên em có bán đổi nguồn và dây kết nối điện thoại. Các anh nào nhu cầu mua kèm dàn thì liên hệ em ship chung với bộ dàn cho mình. Giá bán là chỉ gồm bộ dàn, không bao gồm phí ship và không bao gồm phụ kiện, nên các anh nhận hàng vui lòng thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Giá bộ dàn 700 ngàn, mình có thể chọn hai phương án thanh toán, một là chuyển cọc giúp em 300 ngàn, còn hai là chuyển đủ. Các anh thanh toán theo hình thức nào cũng được hết nha. Cho địa chỉ là em ship hàng tặng nhà cho mình. Bây giờ mình nghe thêm một đoạn nhạc vàng qua ca sĩ Đan Nguyên đi, rồi sau đó em quay mặt sau cho mình tham khảo, rồi em xin kết thúc clip. Hạnh phúc bất ngờ khi còn luôn vui khỏe, ăn thử nhiều món mới. Tắt quảng cáo giùm nhỉ, rồi tắt luôn. Đây là góc cạnh của loa, rất đẹp. Bộ này 700 ngàn, cực kỳ xứng đáng luôn. Có 700 ngàn mình xài chút xíu cũng hết. Mua một bộ vàng nghe nhạc thì xài ngày này qua ngày nọ, năm này qua năm nọ, và chất lượng âm thanh thì đương nhiên sẽ hay hơn nhiều loa uy tín ngoài thị trường. Còn AUX 2 đầu Avera 3.5 dùng kết nối điện thoại, TV, máy tính. Mình làm lo nghe nhạc cho quán cà phê, dùng nghe nhạc cho phòng ngủ, phòng làm việc, nhiều mục đích khác nhau, độ bền cao, hình thức đẹp, chất lượng âm thanh thì khỏi bàn cãi, bass rất là sâu và chắc. Những cái lo ngoài thị trường, lo tàu, lo vi tính thì không thể nào so sánh với những hàng nội địa Nhật như vậy. Công suất âm ly là 59W, công suất của lo là 60W trên cặp lo. Hình thức phía sau cả bộ vàng rất đẹp. Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tím, chiều chiều lên những đôi hoa xin, đứng nhìn xin tím hoang biên biệt, nhớ chồng chinh chiến miền xa. Điện thoại, TV, máy tính thì trên này có FM, AM, AUX, mình nhắn vào đây để nghe nha. Chế độ kết nối thiết bị.